Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Ngọc Japan số 43. Ngọc Japan sẽ trong một cái hành trình giao hàng một chiếc. Đây là một chiếc máy rửa bát của nội địa Nhật, thương hiệu Panasonic với mã số là LPTR9. Thì đây là một mẫu model mà Ngọc Japan hiện tại đang bán rất là chạy trên cửa hàng của Ngọc Japan. Thì hôm nay, quãng hành trình mà anh em mình giao hàng sẽ đồng hành cùng anh Cường và Tiến Đạt sẽ trong quãng hành trình. Thì bởi vì hôm nay thiếu đi mất một sự có mặt của thành viên ban giao hàng ở trên anh Quảng. Tuy nhiên là có hai em mình cũng sẽ là đồng hành cùng nhau để có thể là lắp đặt một đơn hàng rất là gấp gáp mà chị khách đã yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì như ở đây là các bạn có thể thấy là anh em đoàn giao hàng đang hiện tại có mặt ở trong cái căn bếp mà chị khách đã yêu cầu để lắp đặt chiếc ghế massage. Đã lắp đặt chiếc máy rửa bát nội địa Nhật Panasonic. Thế thì đánh giá tổng quan khi em mình tiếp cận được căn bếp này, đó chính là căn bếp này nó đang có một cái lối thiết kế cổ điển và sâu sâu đời hơn so với cả những cái thiết kế của bếp thời hiện đại ngày nay. Thì cái đặc điểm của căn bếp này nó chính là nó có ít sự tối ưu và có ít không gian để có thể lắp đặt những cái thiết bị máy móc cũng như là chăm sóc sức khỏe mới và như là hiện đại như ngày nay, như là một chiếc máy giặt hay là máy rửa bát nội địa Nhật, thì nó khó có thể là tối ưu và vừa vặn nhất đối với căn bếp nhà chị. Và cái vấn đề đó đã gây ra cho em mình bằng cách là em mình đã phải thiết kế cũng như là chế lắp thêm những cái bộ phận hay là những cái bàn cần thiết bên ngoài ngay phía bên phải bên đây để có thể là vừa vặn và có một cái vị trí phù hợp, vừa phù hợp cho đường cấp nước, vừa phù hợp cho đường xả nước, cũng như là nó lại phù hợp hơn với cái bếp nhà chị, thay vì có thể là bỏ cái cánh cửa phía bên dưới là những cái nơi rất là quen thuộc trong chúng ta cho cái việc mà để những cái vật dụng bát đũa cần phải đóng cửa lại. Thì cái yếu tố yêu cầu của một chiếc máy rửa bát nội địa Nhật đó chính là nó cần có phải phải có một cái không gian, đó chính là lộ ra để chúng ta có thể là liên tục mở cửa cũng như là sử dụng cái máy rửa bát này trong cái công việc hàng ngày của chúng ta. Thì mỗi ngày chúng ta có thể là ăn 3 bữa, 2 bữa, thậm chí là một bữa, thì mỗi ngày chúng ta đều phải sử dụng đến cái chiếc máy rửa bát này. Cho nên là cái việc mà chúng ta để nó ở một nơi dễ thấy và dễ lấy là một điều rất là quan trọng. Thì ngay ở đây là anh em mình đã thiết kế ra một cái địa điểm, là một cái bàn để có thể là để chị có thể là để cái chiếc máy rửa bát này là chị lên đây. Thì đầu tiên thì nó là đã được một cái vị trí mà máy rửa bát được đặt lên á, thì nó là một cái kệ để đồ bao gồm là nồi cơm, phích ấm, đun sôi, rồi là rất là nhiều công cụ nấu bếp, nấu ăn nhà chị. Và bên cạnh đó là cái phần máy tủ lạnh Toshiba là nó để sát vào bên, cho nên là anh em mình phải thiết kế ra bằng cách anh mình bê và cũng như di chuyển những cái vật dụng không cần thiết ra bên ngoài và tiếp cận và bằng cách là đặt cái chiếc bàn ngay đây. Thì đến với đây ngày hôm nay thì anh Cường cũng đang lắp đặt cũng như là xem xét về việc là lắp đặt những cái đường ống nước, và hy vọng là thông qua video clip này chúng ta cũng thể cùng nhau nắm ra và nắm vững được bí quyết về cái việc lắp đặt một chiếc máy rửa bát nội địa Nhật. Và với cái sự năng động và lưu động với nhiều căn bếp khác nhau mà chúng ta sở hữu, thì đấy là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải linh động và bằng cách là sử dụng những cái bộ phận thoát nước và cấp nước. Thì đây cùng anh Cường để có thể là nghe thêm những cái chia sẻ về kỹ thuật và trong những cái chuyến hành trình giao hàng máy rửa bát ngày hôm nay để thể chúng ta nắm được rõ hơn cái bí quyết. Thì xin Cường chia sẻ về cái chia sẻ của riêng bạn về cái nhiệm vụ lắp đặt ngày hôm nay và về cái tình trạng mà những công việc bạn sẽ phải làm để hoàn thành cái chuyến giao hàng ngày hôm nay. Thì với cái tình trạng khi mình vừa đến để tham quan cái không gian mình lắp đặt cái máy rửa bát này, thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu không gian để cũng như là cái nguồn cấp nước cũng như là nước thải. Thì sau khi mình kiểm tra thì cái nguồn cấp nước đấy nó không có sẵn, và chúng ta có một chiếc máy nấu ở trên này. Thì với cái đường dây cấp nước như này thì thông thường nó sẽ kết nối như kiểu dạng máy giặt, chúng ta sẽ cần một cái vòi đầu, nhưng mà ở đây thì không có. Và với tiêu chuẩn một cái máy rửa bát thì chúng ta nên lắp cạnh những cái khu vực nhà bếp để chúng ta phải tiện sinh hoạt và lấy ra vệ sinh. Thì ở đây thì Cường đã tham khảo và thiết kế một đoạn đường ống như thế này để chúng ta có thể kết nối với một cái đường của máy RO như thế này, thì nó có thể chia nguồn nước ra. Và tuy là cái đường ống này nó có không to bằng đường ống này, nhưng nó vẫn có thể cấp nước, và khi cái máy này nó cấp nước đầy đủ thì bắt đầu nó mới hoạt động. Thì như đường này đây chúng ta có thể cảm thấy nó
cấp nước hơi chậm một chút nhưng ta vẫn có thể cấp nước trên này và có thể đun sôi nước và có thể tiến hành rửa. Thì sau khi rửa quan sát thì đây sẽ là cái chỗ thích hợp nhất để chúng ta có thể vừa đi vào đây để chúng ta rửa những cái đồ nội địa khác hay là những cái đồ bát đũa khác khi chúng ta không muốn rửa trong này. Thì đây là không gian thích hợp nhất rồi. Cường đã tham khảo với anh khách là đầu tiên chúng ta không có những cái đường đi nước thì người cường hướng dẫn khách là anh có thể và tạm thời mở cửa này ra. Và một thời gian nữa nếu như anh muốn đóng cái cửa này vào thì mình sẽ thiết kế được một cái lỗ để chúng ta luồn cái này qua và chúng ta vẫn có thể mở cửa ra được cửa tàu sinh hoạt như bình thường. Thì đây sẽ là không gian mà cường tham khảo cho anh khách để có thể bắt đầu hoàn thành cái máy rửa bàn cái này. Mọi người cứ theo dõi khi cường tiến hành nó xong nhé. Vâng, cảm ơn bạn Cường. Bạn đã có một chia sẻ rất là hay. Và qua thông qua một cái chia sẻ của một dân kỹ thuật như bạn Cường thì chúng ta có thể thấy được cái tổng quan và cái cụ thể nhất về cái những công việc mà anh mình phải lắp đặt. Vậy thì như đây là rất là một phần một góc bếp rất là cổ điển của rất là nhiều gia đình về nhà Việt Nam. Thì đầu tiên thì anh mình và thì đầu tiên thì anh khách cũng đã yêu cầu là anh mình lắp đặt cái chiếc máy rửa bát ở cái vị trí như đây. Đó chính là ở những cái phần bên bình nước cũng như là ở dưới một cái tủ bát, đồ tủ chạm rất là lớn. Thế thì cái lý do mà chúng ta không để được đó chính là cái chiều cao yêu cầu của một chiếc máy rửa bát nội địa Nhật nó cao hơn so với cả cái phần này, ở phần nhô ra. Thì cho nên là em mình đã phải tìm ra một cái phương án khác và một cái vị trí khác phù hợp hơn đối với cả gia đình của anh. Anh khóa được chưa? Rồi, anh cắm rồi. Ui, thế anh mò mò anh cắm luôn cái ống đường cấp nước vào trong đấy à? Ừ. Bấm nước rồi cái nước nó phi. Khách hỏng khóa. Để cái khóa nước này nước nó vẫn chảy mọi người ạ. Nếu sao vẫn xử lý được. Thế là anh lối xong nguồn nước rồi hả? Lối xong rồi. Và cái nguồn thoát nước thì anh như nào anh? Đây, chúng ta sẽ thiết kế này. Ui dồi. Ok. Thế là nguồn thoát nước ở chỗ sẽ để này. Nhưng mà nếu mà nước có lặn xuống thì sao em? Không, tí mình vẫn phải thiết kế đây để cho nó bám đây. À, nó bám đây á? Sao không để cái bàn này gần mà? Bàn này, để bàn đây thì khách không đứng vào đây rửa được. Gần quá thì khách không được. Ừ nhỉ. Ừ nhỉ. Thế thì khách hơi đứng chéo được không? Đứng đứng ở đây thôi, đứng ở đây thôi với ra được mà. Khó chịu lắm. Với ra được mà. Anh mình thiết kế như nào? Anh tính thiết kế như nào? Đấy, như này. Ít ra như này này, em thấy như này, anh cứ để bàn gọn vào, để bàn thẳng vào, cái máy này cứ để giữ viên vị trí này, xong cái bàn cứ để hẳn vào, cho cái nước nó đỡ bị trễ, thì mình thiết kế thêm cái gì nữa để đây. Khách không đứng vào, yếu là muốn cho khách đi vào để rửa nữa. À, đấy. Nhưng cái máy rửa hát rồi thì rửa gì? Không, cứ rửa rau cái thứ, nó chứ nó nhiều có nhiều cái để phát sinh. Đúng rồi. Trong những cái chuyến mà lắp đặt những chiếc máy rửa bát thế này thì chúng ta sẽ tùy thuộc rất là nhiều vào những cái phần như là phần nguồn cấp nước của nhà khách hàng, đúng không anh? Thì anh Cường có thể chia sẻ thêm về những cái vấn đề này không? Thì chủ yếu là cái nguồn cấp nước thì thông thường thì người ta sẽ không dự tính trước là người ta sẽ lắp thêm máy rửa bát, thành ra là chúng ta sẽ phải luôn luôn phải thiết kế cho khách một cái đường nước này, nước cấp vào. Thì cái đường nước chúng ta luôn luôn lấy ra cấp thì lấy ra từ nguồn nước mà cái đường dẫn lên kia đường của cái vòi rửa bát thì chúng ta sẽ lấy từ nguồn nước đấy xem là thuận tiện và giúp chúng ta xử lý được những cái vấn đề về nguồn nước là nhanh nhất. Đúng rồi, phải nói là trong một số chuyến giao hàng ấy thì chúng ta rất là khó để tìm một nguồn nước phù hợp để cấp vào nguồn cấp nước này. Thì chính bản thân Tiến Đạt cũng đã từng trải qua những chuyến giao hàng như vậy. Thì trong những chuyến giao hàng đó thì thực sự thì gần như là anh em vào Japan phải tìm hẳn một cái đường dây mới lối từ bình nước là bình nước chính của nhà khách hàng, sau đó là dẫn một cái đường ống riêng để có thể là đặt một cái nguồn ống dành cho cái chiếc máy rửa bát nội địa Nhật Bản này. Thì trong chuyến như vậy thì gần như là anh em giao hàng của Japan sẽ trong một cái vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Không chỉ là một nhân viên kỹ thuật và lắp đặt, mà là còn là một nhân viên đường ống nước, cũng như là điện nước. Tất cả mọi thứ chúng ta phải thành thục
cũng như là yêu cầu rất là cao về tay nghề để có thể lắp đặt xong, cũng như là có một sự linh hoạt phù hợp với tất cả mọi gia đình. Thì bởi vì một phần nữa đó chính là khi mà anh em giao hàng của Japan đến nhà khách hàng và những chuyến giao hàng như là máy rửa bát này, rồi là máy giặt, thì chúng ta cần nguồn cấp nước, thì chúng ta không biết thể nào mà biết được là cái nguồn nước và cái vị trí căn bếp của nhà khách hàng như nào cả, cho nên là chúng ta phải có sự linh hoạt và ứng phó thật là nhanh. Và bây giờ thì anh mình đã gần như là hoàn thành xong cái phần nguồn cấp nước cũng như là nguồn nước thải ra. Vậy thì chỉ một lát nữa thì anh mình sẽ cắm vào và test lại, test cái nguồn cấp nước của chiếc máy này. Thì mình sẽ cắm vào một chút đi, xong đó là nó sẽ tự hút nước vào anh nhỉ. Thế Bật máy lên là nước nó sẽ tự vào, nó sẽ tự bơm, nó bơm đủ nước là nó sẽ bắt đầu vào chế độ đun sôi. Đun sôi nó sẽ nhiệt độ nó sẽ tối đa 80 độ, sau lúc đấy thì bắt đầu nó sẽ rửa bát. Ồ, thế cái bình đun sôi của nó là bao nhiêu lít? Cái bình của nó thì con này gì cũng không nhớ tương bao nhiêu lít nữa, nhưng mà nó sẽ chiếm được lên đấy, nó sẽ lên tận đây, nó sẽ lên tận chỗ miệng này, thì bắt đầu nó sẽ tiến hành nó bơm vào những cái vòi như này đấy, thì có vòi trên vòi dưới thì cũng như đây đấy. Và những vòi bên trên này nữa thì nó sẽ sạc xuống, nó sẽ tiến hành rửa. Và tương tự như rất là nhiều những thiết bị khác của nội địa Nhật thì chúng ta phải sử dụng cái nguồn biến áp tự ngẫu thông qua một cái lưu loa để có thể là tiếp giáp và cũng như là cung cấp nguồn điện cho những thiết bị điện. Thì đây thì anh em đoàn giao hàng của Japan cũng mang theo một chiếc lưu loa. Thì đây là một chiếc lưu loa đã nằm trong những chi phí của một chiếc máy rửa bát nội địa Nhật và tất cả những thiết bị mà Japan đã cung cấp cho khách hàng, và nó chung một gói tất cả mọi thứ về việc và lắp đặt, rồi là những cái lụa hoa, rồi là quà tặng, và cái trong cái chi phí của một cái sản phẩm ấy là nó bao gồm tất cả, và quý khách không phải trả thêm bất cứ một phụ phí nào cả, ngoại trừ cái trường hợp là gia đình của quý khách ấy thì phải mua thêm cũng như là sắm sắm thêm những cái bàn hay là những cái thiết bị như trong việc lắp đặt vệ sinh, cũng như là có thể là hỗ trợ cho chính căn nhà của quý khách trong việc là lắp đặt cái thiết bị đó, thì quý khách phải mất thêm tiền thôi, chứ những chi phí ngoài lề và Ngọc Japan thu về để làm lợi thì sẽ không bao giờ xuất hiện. Sau khi lắp đặt xong thì mình sẽ cài cái chế độ mà tiêu chuẩn nhất cho khách, thì khi mà khách sử dụng mình chỉ cần bấm bật nó như bắt đầu nó có thể rửa luôn. Thì đây cửa đã cài sẵn cái chế độ bây giờ, thì cái này khách hàng chỉ cần sử dụng bật và bắt đầu và sẽ bắt đũa bên trong, chúng ta sẽ tiến hành rửa. Vậy đã là ok. Mình có thể mở cái cánh cửa của chiếc máy rửa bát này ra không anh? Có vẫn có thể mở, nhưng Vâng. mà mở ra thì máy sẽ dừng luôn, nó sẽ có cảm biến và nó sẽ máy nó sẽ dừng luôn. À thế Nếu ạ. như mình muốn kiểm tra thì mình phải bấm vào cái nút bắt đầu có tạm dừng này thì chúng À. ta mới có thể mở ra đấy. Thế Nhưng mà nếu mình mở ra bất chợt thì sao? thì máy nó sẽ cảnh báo và nó sẽ dừng luôn, À. báo lỗi là đóng cửa không chặt luôn, nó sẽ dừng lại hoàn toàn máy. Sau khi thời gian bật thì bắt đầu nước nó sẽ bơm vào trong này đấy, thì sau khi nó sẽ bơm đầy đủ thì nó bắt đầu sẽ vào chế độ đun nước nóng. Nó rất là nhỏ này, nó chỉ là cái ống 10 thôi nhưng nó bơm rất là nhanh. Thì nếu như mà mình có cái nguồn nước sẵn thì chúng ta đấu cái dây này vào thì chúng ta sẽ cảm thấy nguồn nước đi vào nhanh hơn rất là nhiều. Wow, phải nói là rất là ấn tượng. Thì khả năng cao là đối với nguồn nước là dây cái kích cỡ là 6 đúng không? 10. Kích cỡ 10. Thì chúng ta vẫn có thể cung cấp đủ cái lượng nước cho một chiếc máy rửa bát nội địa Nhật Bản. Wow, thực sự rất là nhanh. Và bây giờ nếu mà khi nào thì nó bắt đầu anh? Để nó sẽ bao giờ nó vào chế độ đun sôi nước đủ đủ nhiệt độ nước thì nó bắt đầu nó sẽ đun. Thế nó có báo lên đây không anh? Không, lúc bắt đầu nó báo luôn đây, cái này nó sẽ nháy này, báo đủ nhiệt nước là xe máy sẽ tự hoạt động. Lúc đổ nhiệt lượng thì cái này nó vẫn nháy. Cái này nó nháy là máy nó đang hoạt động. Thế thì một quãng thời gian trung bình để một chiếc máy rửa bát nội Nhật Bản hoàn thành xong một cái mẻ rửa bát của nó là bao nhiêu lâu? Thông thường nó sẽ mất khoảng 1 hay 2 tiếng. Tại vì đây nó sẽ là do một cái công nghệ nó sử dụng vừa rửa này, vừa sấy khô này. Đấy, thì nên là nó sẽ hoạt động trong khoảng thời gian rất là lâu. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy ra thì cái khoảng thời gian đấy thì thông thường chúng ta đã không thể đủ thời gian để chúng ta phải sử dụng một bước tiếp theo. Nên là khoảng thời gian đấy là rất là thích hợp để chúng ta có thể rửa một nước nóng cũng như là sấy khô để diệt khuẩn. Thì cái máy này nó sẽ làm tương đối tốt. Máy rửa bát nội địa Nhật bé, ai bảo nó bé.
hôm nay sẽ cùng Cường xếp với bộ mâm bát đĩa dành cho 5 người với một chiếc máy đồ địa nhật như thế này. Với 6 chiếc bát con, cùng với 4 chiếc đĩa, cũng như 3 bát ô tô ở đây, và một số những dụng cụ nấu ăn, chúng ta hãy xếp vào trong chiếc máy này xem có làm được không nhé. Mâm cơm 5 người thì chúng ta đã chưa cần phải sử dụng được cái ngăn bên trên như thế này. Đây, mọi người có thể thấy Cường đang xếp rất là ngăn nắp vào cái ngăn bên dưới để chúng ta lại ra. Đây, mọi người có thể thấy. Mọi người Cường vẫn xếp vẫn được với những cái keo như này. Đây. Đấy, như mọi người có thể thấy. Vẫn xếp được vào trong này. Đấy, mọi người có thể tận dụng được hết những cái keo như này. Sao cho nó xong, nó không đổ ra được. Đấy, mọi người có thể thấy. Thì sao chúng ta sẽ như thế này thì vẫn rộng quá mọi người ạ. Cường sẽ tiếp tục xếp vào để cho bao giờ nó đầy thôi nhé. Thì cái tủ bếp này, nhà của khách hàng thì Cường đã xin các khách hàng để sử dụng cái bếp này để xếp vào cho chúng ta xem. Trên đấy bình thường thì người ta hay để gì nhỉ? Trên này thì thông thường là sẽ để những cái thìa hay là dĩa hay là những cái vật dụng nó mỏng hơn. Ở đây tưởng ở đây. Không, chúng ta có thể làm sao xếp cho nó vừa hết là được. Chúng ta không cần thiết mà chúng ta sẽ để đúng cái vị trí. Chúng ta cứ làm sao vừa cái khay này là được. Đấy. Rồi. Tại vì cái không gian rửa nó sẽ là tối đa 360 độ. Thì tất cả những cái vòng quanh như trên dưới nó đều có vòi xịt hết rồi. Vậy với mâm cơm 5 người thì các bạn đã cảm thấy nó đã đủ với nhà mình hay chưa? Như các bạn có thể thấy trên video. Đã đủ hay chưa thì các bạn có thể nhìn vào video, các bạn đoán chắc là như nào. Tổng kết là bao nhiêu đĩa, bao nhiêu cái bát này nhỉ? 5 đĩa, 6 đĩa, 7 đĩa, 8 đĩa. Với 10 cái đĩa, 5 cái bát ô tô và 7 cái bát con. Còn những thiết bị nhỏ thì là dĩa thì chúng ta cũng dẫn sức nhất nhiều không gian để chúng ta để thêm. Vậy đã đủ chưa? Vâng. Anh mình đã thử thách xong rồi, bây giờ mình sẽ xếp lại. Xếp lại giá khách. Vâng, thế thì anh mình, nếu mà các bác muốn xem thử thách của chúng mình, của anh mình, thì xin mời các bác lên vlog của Ngọc Japan để có thể là xem thử thách của anh mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Anh em giao hàng Ngọc Japan cũng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ giao hàng cái chiếc máy rửa bát của ngày hôm nay. Thế thì cảm ơn các bạn đã đón xem. Thì hy vọng là các bạn đã có một cái góc nhìn cụ thể hơn về một cái chiếc máy rửa bát nội địa Nhật, ở cái độ lớn cũng như là cái khả năng của nó trong cái việc là phục vụ cái đời sống, phục vụ cái bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Thì cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn tại những vlog lần sau. Anh mình sẽ tiến hành là bàn giao lại cái chiếc máy rửa bát này cho nhà anh khách, và cũng đã về lại với trung tâm Ngọc Japan và kết thúc cái chuyến hành trình, cái chuyến làm việc trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.